Xin chào mừng tất cả các du khách đang đến với thành phố Sóc Trăng, nơi mà có cả ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cộng cư sinh sống. Và hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả các anh chị một điểm đến. Đây được xem là một trong những điểm nổi tiếng của thành phố Sóc Trăng mà khi đến đây không ghé qua quả là một điều đáng tiếc. Đó chính là Chùa Đất Sét, hay còn gọi là Bửu Sơn Tự, tọa lạc tại 286 đường Tôn Đức Thắng, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Vâng, và chùa Bửu Sơn Tự được xây dựng vào thế kỷ thứ 20 do dòng họ Ngô xây dựng lập nên để tu tại gia. Và đây là ngôi chùa duy nhất mà của tỉnh Sóc Trăng không có sư. Và lúc ban đầu thì ngôi chùa chỉ là một cái am nhỏ thôi, chánh điện thì thờ cũng rất là đơn sơ. Nhưng đến đời thứ tư, tức là ông Ngô Kim Tồng, thì ngôi am tự này mới được tôn tạo và được mở rộng, có nhiều vật thờ tự như ngày hôm nay. Về phần cổng chùa của chùa Đất Sét thì gồm có hai cổng, cổng chính và cổng phụ. Phần cổng phụ thì hướng ra phía mặt đường, tức là hướng về phía Tây, còn cổng chính thì hướng về phía Đông. Và tại sao có tên là chùa Đất Sét thì sau đây xin mời tất cả các anh chị cùng theo chân em tiến về phía cổng chính của ngôi chùa. Và đây là phần cổng chính của ngôi chùa. Hiện tại thì chùa đang tọa lạc trên một diện tích khoảng 400m², cổng tam quan và lợp ngói trông rất là kiên cố và vững chắc. Và đây là những cây cột được đắp nổi hình rồng trông rất là tinh xảo. Và phần còn lại của nội điện lúc bấy giờ thì chỉ là cột gỗ và mái tôn. Và cả mái chùa thì được chống đỡ bởi 24 cây cột gỗ. Mỗi cây thì được ốp bằng đất sét trông rất là đẹp mắt và tinh xảo. Và sau đây thì xin mời tất cả các anh chị cùng theo chân em vào nội điện để có thể tìm hiểu thêm về nét đặc sắc độc đáo của ngôi chùa Đất Sét này. Nội điện không rộng nhưng chứa khoảng 2.000 pho tượng do ông Ngô Kim Tồng tự tay làm ra trong khoảng 42 năm, từ năm 1928 đến năm 1970. Tất cả được ông làm bằng đất sét và nhào nặng và trộn với bột hương, keo ô dước để tránh bị nứt nẻ. Và tất cả những cái tượng Phật này là do ông Ngô Kim Tồng làm bằng đất sét và trông rất là tỉ mỉ và tinh xảo. Và đây là gian thờ của ông Ngô Kim Tồng, người mà được xem là có công lớn nhất trong việc gầy dựng nên chùa Đất Sét như ngày hôm nay. Cha là Ngô Kim Đính, mẹ là Đỗ Thị Ngọc. Ông vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì thế mà ông học hết lớp 3 trường làng thì nghỉ học ở nhà coi sóc am tu do ông bà của mình để lại. Và năm ông 18 tuổi thì ông đến xã Phú Hữu, huyện Long Phú để thuê hai công đất làm rẫy. Vì làm việc quá vất vả và thiếu ăn cho nên ông đã lâm trọng bệnh. Lúc bấy giờ thì cha mẹ của ông mang ông về để chữa trị. Sau khi ông khỏi bệnh thì ông đã đi đào đất sét, phơi khô và giã nhuyễn để tạo thành những cái bức tượng theo trí tưởng tượng của mình. Và ngày đêm học hỏi thì ông đã tạo nên những cái kiệt tác như ngày hôm nay. Vào năm ông 38 tuổi thì cha ông mất, ông cùng với chị ba của mình kế thừa cha coi sóc am tu và trở thành người kế thừa đời thứ tư của dòng họ Ngô. Và sau khi tạo ra những kiệt tác nghệ thuật thì ông qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 1970, tức là năm Canh Tuất.
Và để đề cao sức sáng tạo của ông thì một nhà văn đã nói rằng có lẽ cậu Năm là người sống vì đất, 42 năm sống miệt mài với đất. Ông đã tạo dáng cho đất và thả hồn thiên vào đất, tạo nhịp đập trái tim cho đất để trăm năm sau đất cất tiếng nói thay người. Và đây là tháp Đa Bảo do ông Ngô Kim Tòng đắp vào năm 1939, cao 4m, 13 tầng. Và mỗi tầng thì gồm có 16 cửa, mỗi cửa thì có một vị Phật đứng ngự. Tất cả gồm có 208 cửa và 208 vị Phật. Và có 156 ông rồng đắp nổi chạy quanh ngói và nâng đỡ chân tháp. Và công trình này được ông hoàn thành trong vòng 6 tháng lẻ 1 ngày, cho thấy được bàn tay tài hoa của ông vô cùng tỉ mỉ. Đa Bảo là bảo tòa Liên Hoa, được ông Ngô Kim Tòng đắp vào giữa năm 1939 sau khi hoàn thành tháp Đa Bảo. Bảo tòa Liên Hoa gồm có 1.000 cánh sen, trên 1.000 cánh sen có 1.000 vị Phật tọa thiền. Và dưới đài sen là bát quái thiên tiên gồm có 8 cung, đó là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Thôn, Đoài. Và phía dưới đài sen gồm có tứ đại thiên vương chấn giữ. Năm 1953 thì ông Ngô Kim Tòng cúng dường chư Phật mười phương, vì thế mà ông đắp những tượng linh thú với hy vọng là các linh thú hầu các chư Phật. Với bàn tay tài hoa của ông đã tạo nên những linh thú vô cùng độc đáo và đẹp mắt này. Và đây là tượng bạch tượng do chính tay ông Ngô Kim Tòng nặng bằng đất sét. Một trong những điểm nổi bật của chùa đất sét đó là những đôi đèn cầy to lớn như thế này. Vào những năm cuối đời thì ông Ngô Kim Tòng ngưng tạo ra những cái tượng Phật và linh thú. Ông bắt tay vào đổ đèn cầy, và để làm được những đôi đèn cầy to như thế này thì ông phải lên đến tận Sài Gòn tìm sáp,
đó là sáp bạch lạc, là một loại sáp nguyên chất mang về bỏ vào chảo nấu sôi và đổ vào khuôn. Và để làm được cây đèn cầy lớn như thế này thì không có khuôn nào đổ vừa. Vì thế mà sau nhiều năm suy nghĩ, ông đã dùng tôn lợp nhà để tạo thành khuôn. Và sau đó thì muốn cho đèn cầy cháy lâu năm, từ năm này qua năm khác mà không bị tắt, thì ông canh cho sáp đèn cầy không có khớp ngang. Đợi cả một tháng thì đèn cầy mới khô, sau đó ông gỡ khuôn ra. Và trong suốt những tháng như thế thì ông đã tạo ra được 6 cây đèn cầy nặng 200 kg, cao 2,6 m và bề ngang là 1 m. Và trong đó thì có 2 cây đèn cầy nhỏ nặng 100 kg. Và 2 cây đèn cầy đã được đốt vào năm 1970, tức là sau khi ông Ngô Kim Tòng mất cho đến nay. Hiện tại ngôi chùa còn lưu giữ 3 cây nhang cao 1,5 m, nặng 50 kg và chưa được đốt, và được lưu giữ nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay. Vừa rồi là đôi nét về chùa Đất Sét. Và phía ngoài điện chùa Đất Sét thì còn có những cái gian hàng buôn bán vật phẩm và quà lưu niệm. Vì thế mà tất cả các anh chị có thể ra phía ngoài chánh điện để mua về làm quà cho gia đình, cho bạn bè và cho người thân. Và chùa Đất Sét đã tồn tại hơn 80 năm nhưng kiến trúc vẫn được vững chãi cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên thì còn có những nơi mà bị xuống cấp, vì thế mà cần phải tu sửa để cho tất cả các du khách có thể chiêm ngưỡng hết những vẻ đẹp vốn có của ngôi chùa. Và bên cạnh đó thì ngôi chùa thu hút rất là nhiều khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh vào những dịp cuối tuần hay là rằm tháng giêng. Vì thế mà cần xây dựng thêm bãi đậu xe để cho khách du lịch có thể tiện lợi để dừng đổ xe. Và ngoài ra thì cần phải kết nối tour từ thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu để cho khách du lịch hành hương có một chuyến đi thật là nhiều kỷ niệm và cảm xúc.